làm mưa làm gió trên sóng truyền hình. Dù được chiếu đi chiếu lại nhiều lần nhưng những bộ phim Hoa ngữ dưới đây vẫn luôn được khán giả yêu thích và nhiệt tình xem lại. 8 bộ phim Hoa ngữ được yêu mến bất chấp thời đại. Thứ nhất, Tây Du Ký. Tây Du Ký là một trong những tác phẩm kinh điển trong văn học Trung Hoa và là tác phẩm nổi tiếng nhất cho thế hệ trẻ. Bộ tiểu thuyết này sau này được chuyển thể thành phim rất thành công, không chỉ ở thị trường Trung Quốc mà còn ở khắp châu Á. Câu chuyện về 4 thầy trò đường tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh phải vượt qua 81 kiếp nạn luôn khắc sâu trong trí nhớ của các thế hệ 7X, 8X và 9X và thậm chí là 10X khi phim liên tục được phát đi phát lại trên sóng truyền hình, thu hút khán giả mọi lứa tuổi hồi hộp đón xem. Hiện nay, dàn diễn viên gạo cội của Tây Du Ký đều đã lớn tuổi, có người thậm chí đã mất, nhưng vai diễn của họ vẫn gây ấn tượng khó phai và luôn sống mãi trong lòng khán giả. Thứ hai, Hoàn Châu Cách Cách. Hoàn Châu Cách Cách kể về cuộc đời của cô gái mồ côi Tiểu Yến Tử, tình cờ trở thành Cách Cách khi giúp Tử Vi, con gái nhân gian của Hoàng đế Càn Long, khi cô nàng từ Tế Nam đến Bắc Kinh tìm cha. Tiểu Yến Tử học không giỏi, lại hậu đậu và hay gây rối, nhưng cô là người trọng nghĩa khí, thẳng thắn, dám yêu, dám hận, gặp chuyện bất bình luôn là người đầu tiên ra tay nghĩa hiệp. Trong khi đó, Tử Vi thì lại nhu mì, dịu dàng, sẵn sàng tha thứ cho cả kẻ thù, lấy lòng bao dung hóa giải thù hận, lấy lời lẽ ngọt ngào xoa dịu mọi tình huống căng thẳng. Với nội dung hấp dẫn vui nhộn, Hoàn Châu Cách Cách là bài ca về tuổi trẻ, tình yêu và sự tự do. Hoàn Châu Cách Cách có 3 phần. Phần 1 được phát sóng vào năm 1998, phần 2 được phát sóng vào năm 1999 và phần 3 ra mắt khán giả vào năm 2003. Bộ phim cũng được làm lại vào năm 2011 với một dàn diễn viên hoàn toàn mới. Tuy nhiên, trong ký ức của phần lớn khán giả, Hoàn Châu Cách Cách mà họ yêu mến và gắn liền vẫn luôn là bạn cũ với những gương mặt quen thuộc như Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt, Trương Thiết Lâm. Thứ ba, Bao Thanh Thiên. Lấy bối cảnh đời Bắc Tống, xoay quanh hàng loạt các vụ án điều tra, bộ phim Bao Thanh Thiên sản xuất năm 1993 đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng bằng chính những giá trị đích thực, giản dị và bền vững của cuộc sống, giúp mọi người có niềm tin hơn vào công lý và quy luật, lưới trời lồng lộng thừa mà khó lọt. Ban đầu phim chỉ dự kiến có 15 tập, nhưng vì thành công ngoài mong đợi, tác phẩm đã được phát triển lên con số 236 tập phim cùng 41 kỳ án hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Mỗi kỳ án thường được kéo dài trong 4 đến 5 tập phim. Sau hơn 20 năm, dù có biết bao nhiêu phiên bản khác nhau nhưng trong tâm trí người hâm mộ, Bao Công vẫn mãi là Kim Siêu Quần, Triển Chiêu vẫn là Hà Gia Kính, Công Tôn Sách là Phạm Hồng Hiên. Thứ tư, Thần Điêu Đại Hiệp. Thần Điêu Đại Hiệp kể về chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần gian truân trắc trở giữa tiểu long nữ phái Cổ Mộ và đệ tử Dương Quá. Bối cảnh chuyện được dựng nên vào cuối thời đại Nam Tống, khi mà quân Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn lớn mạnh, tiêu diệt được rất nhiều vùng đất và chỉ còn chờ xâm chiếm Trung Nguyên là sẽ thống nhất toàn cõi Trung Hoa lúc bấy giờ. Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những tác phẩm được chuyển thể thành phim nhiều nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Hầu như mỗi phim ra đời đều gây hiệu ứng lớn, đồng thời làm nên tên tuổi của các diễn viên. Thế nhưng phiên bản được yêu mến nhất vẫn là của Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc. Thứ năm, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ỷ Thiên Đồ Long Ký là một tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Đây là cuốn cuối cùng trong bộ tiểu thuyết Xạ Điêu Tam Khúc. Phim xoay quanh Trương Vô Kỵ và mối tình phức tạp với 4 cô gái. Bên cạnh đó là những âm mưu thủ đoạn trên giang hồ nhằm chiếm đoạt hai món báu vật, đó là Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm. Với lời đồn nếu tìm được bí mật trong đao kiếm sẽ hiệu triệu được thiên hạ. Bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 2003 với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Tô Hữu Bằng vai Trương Vô Kỵ, Giả Tịnh Văn vai Triệu Mẫn, Cao Viên Viên vai Chu Chỉ Nhược là bản phim đáng nhớ nhất trong lòng nhiều khán giả. Không chỉ nổi bật với dàn diễn viên đẹp đồng đều mà còn ở diễn xuất ăn ý tuyệt vời, bối cảnh đẹp không lạm dụng kỹ xảo. Thứ 6, Thiên Long Bát Bộ. Tiếp tục là một tiểu thuyết võ hiệp xuất sắc nữa của nhà văn Kim Dung được đưa lên màn ảnh khiến khán giả mê đắm. Câu chuyện trong phim xoay quanh mối quan hệ giữa các nhân vật có xuất thân khác nhau như vương tử của đại lý Đoàn Dự, bang chủ cái bang Kiều Phong và nhà sư của phái Thiếu Lâm Hư Trúc. Bản phim Thiên Long Bát Bộ năm 2003 được nhận xét là vượt xa tất cả các bản phim còn lại từ tạo hình nhân vật, chọn diễn viên, nội dung cũng như bối cảnh. Hình ảnh Đoàn Dự của Lâm Chí Dĩnh, Vương Ngữ Yên của Lưu Dược Phi, Hư Trúc của Cao Hổ, Kiều Phong của Hồ Quân, A Châu của Lưu Đào và hàng loạt các diễn viên trong phim đã trở thành tượng đài không thể thay thế trong lòng khán giả. Thứ 7, Tân Dòng Sông Ly Biệt. Sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách,
Nữ sĩ Quỳnh Giao cùng bộ ba diễn viên Triệu Vi, Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng thừa thắng xông lên với Tân Dòng Sông Ly Biệt. Lên sóng năm 2001, bộ phim gặt hái thành công vang dội ở Trung Quốc, Đài Loan và các quốc gia châu Á. Đây cũng là phim truyền hình Hoa ngữ ăn khách nhất tại Hàn Quốc trong năm đó. Thứ 8. Lương Sơn Bá chúc anh Đài. Lương Sơn Bá chúc anh Đài là bộ phim truyền hình đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả. Cốt truyện kể về chúc anh Đài, nữ cải trang nam để đi học. Trong quá trình rùi mài kinh sử, nàng gặp và đem lòng cảm mến người bạn học Lương Sơn Bá. Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi chúc anh Đài bị phụ mẫu hứa gả cho Mã Văn Tài, còn Lương Sơn Bá vì thương tâm nên lâm bệnh mà chết. Ngày kiệu hoa của chúc anh Đài đi ngang qua mộ Lương Sơn Bá, phần mộ chàng bỗng mở ra cho cô đi vào. Từ phần mộ bỗng một đôi bướm rất đẹp quấn quýt bên nhau cùng bay đi. Câu chuyện tình được ví như Romeo và Juliet phiên bản châu Á luôn là bản tình ca cho những cặp đôi yêu thương hứa hẹn sống chết có nhau. Dù đã làm đi làm lại nhiều lần, đổi qua hàng loạt các diễn viên nhưng phiên bản được yêu mến nhất cũng như khiến khán giả tốn nhiều nước mắt nhất vẫn là cặp đôi Lương Trúc của La Chí Tường và Lương Tiểu Băng. We'll be right back.